Dạ, Vũ Chiến xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì buổi sáng hôm nay Vũ Chiến chúc tất cả mọi người đều được an lành, hạnh phúc. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì sáng hôm nay Vũ Chiến cập nhật cái thông tin về Sư Thích Minh Tuệ cho tất cả quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, sáng hôm nay thì một thông tin đáng buồn với cô chú anh chị ạ. Thông tin này chúng ta không ai mong muốn hết, nhưng sự việc đó đã xảy ra. Sáng hôm nay thì Vũ Chiến cập nhật một cái thông tin là người nhà của Sư Minh Tuệ chính thức lên tiếng nói rằng Sư Minh Tuệ lại tiếp tục ẩn tu. Điều này buồn hay quý cô chú anh chị? Buồn. Và câu chuyện này thì tại sao lại Sư Minh Tuệ lại tiếp tục ẩn tu? Đó là lý do như thế nào? Thì Vũ Chiến sẽ trước tiên thì Vũ Chiến sẽ chia sẻ một thông tin trên báo viết như thế này cho quý cô chú anh chị, rồi chúng ta cùng nói về vấn đề tại sao Sư Minh Tuệ lại tiếp tục ẩn tu. Thưa quý vị các bạn, thì Sư Minh Tuệ mong muốn đừng có quay phim chụp hình nữa để có thể được yên tĩnh tu hành theo hạnh Đầu Đà. Đó là mong muốn của Sư Minh Tuệ. Ông Lê Anh Tú được biết với tên là Sư Thích Minh Tuệ tiếp tục đi khất thực trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc Sư Minh Tuệ đi khất thực đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của người dân. Nhiều người đã tìm tới đứng chờ thời gian dài để được nhìn thấy Sư Minh Tuệ và mong muốn có thể đảnh lễ đối với ông. Vũ Chiến nói biết bao nhiêu lần quý cô chú anh chị, và nhiều người cũng nói biết bao nhiêu lần về cái vấn đề này. Vậy mà người dân của chúng ta lại hiếu kỳ, người dân chúng ta lại một hai bằng được gặp được Sư Minh Tuệ. Có những người chị phụ nữ nhào vô đụng chạm tới Sư Minh Tuệ để làm cái gì quý cô chú anh chị? Không biết để làm cái gì luôn. Và Vũ Chiến cũng từng đi chỗ mấy cái nơi mà như di tích, đặc biệt là chỗ Vũ Chiến ở có khu 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 Gò Tháp, khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Hình ảnh của hai vị thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều bằng tượng. Mình tới đó mình lại được được với cô chú gì, không biết phát chứng gì. Vuốt giống như mình có bệnh tay nhất đi, cái vuốt cái tay cái vuốt qua qua cái bức tượng đó. Vuốt cái ai bệnh chỗ nào vuốt vuốt đưa qua chỗ đó. Giống như gửi bệnh vậy đó. Mà vuốt cái chiến nó ha, cái bức tượng nó lắng mướt luôn đó. Bức tượng mà chịu không nổi mà nó chia người bằng xương bằng thịt. Chính việc nhiều người và phương tiện tập trung đông đúc đã khiến cho lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả để giữ gìn trật tự đảm bảo an toàn giao thông. Đó, quý cô chú gì thấy không? Chúng ta tự làm khó cho Sư Minh Tuệ không à? Đó, hình ảnh người dân này đông nghẹt luôn rồi quý cô chú chị. Bà nào nấy đứng chắp tay rồi không biết là được cái gì mà đứng không dễ được. Người thì đội mũ đeo kính chùm kính mặt hết trơn à, sợ nắng á, sợ nắng đeo 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 kiến rồi chùm kính mặt hết trơn mà đi lại đảnh lễ đó. Việc được nhiều người dân quan tâm theo dõi bước chân tu hành của mình, Sư Thích Minh Tuệ chia sẻ rằng mọi người quan tâm học tập tu hành giữ giới và theo lời Phật dạy đều là tốt đẹp. Đó, sư cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Kính trọng sư, làm những việc đó cho sư là được rồi, là điều tốt đẹp rồi. Tuy nhiên, việc quan tâm để kiếm tiền, câu like, câu view với mục đích trục lợi hay liên quan đến chính trị, mất an ninh trật tự lại không tốt đẹp vì lợi ích riêng của họ. Đó. Quý cô chú thấy không? Bên cạnh đó, việc có nhiều người đi theo cả ngày đêm để quay phim chụp hình gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông, gây trở ngại cho người tu hành. Việc ồn ào như vậy là không đúng đối với người tu hành. Đối với người tu thì cần yên tĩnh đi một mình, bảo đảm thanh tịnh nơi vắng vẻ. Đó. Sư Thích Minh Tuệ mong muốn rằng mọi người đừng quay phim chụp hình nữa để có thể được yên tĩnh tu hành. Chứ suốt ngày quay phim hỏi chuyện thì người tu hành
làm sao có thể ngồi thiền, thậm chí ngay thời gian tiểu tiện, đại tiện cũng không được. Nó quý cô chủ anh chị thấy không? Ngay cả lúc hồi hôm qua Vũ Chiến có lướt một cái đoạn video ngắn mà lúc trước cô sư Minh Tại đi bộ hành, quý cô chú chị, có một anh đó anh hỏi rất là vô duyên, anh hỏi rất là vô duyên quý cô chú chị. Anh hỏi là lúc mà sư đi ngang đèo Bảo Lộc sư có thấy dông không? Thì sư Minh Tệ trả lời là không, con đi ngang con không thấy dông gì hết. Cái anh đó anh mới tiếp tục trả lời. Đầu tiên anh hỏi là sư có hút thuốc không? Hỏi cái sư có hút thuốc không thì sư nói không, mà mới hỏi vấn đề đi ngang đèo Bảo Lộc. Cái sư mới nói không, con không thấy dông gì hết. Cái anh giọt miệng nói câu tu như vậy là tu chưa tới. Cái đoạn sau nữa thì sư Minh Tệ cũng có giải thích thì việc gặp dông hay không, nhưng anh đó nó cắt ngang cái đoạn đó. Quý cô chú anh chị thấy Phật Phật ai mà thấy ma. Ma nó gặp Phật sợ chết mà. Đúng không quý cô chú anh chị? Phật nào mà thấy ma? Ma với Phật là hai người, hai một ranh giới khác nhau. Sao mà thầy sư thấy được? Có thấy sư nó chạy trốn mất vào rừng rồi còn đâu. Một câu hỏi tầm thường, hỏi để cho hỏi, hỏi cho hỏi thôi. Đó. Theo sư Minh Tệ, đã có lần ông nói với những người quay phim đừng có đi theo quay phim chụp ảnh và làm những việc trục lợi hay làm những việc ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông nữa. Con theo tu hạnh đầu đà, phải có thời gian chỗ yên tĩnh để đảm bảo đúng giới hạnh đầu đà như ước nguyện của mình, thì mới được hạnh phúc. Ước nguyện của con là được học tập, làm theo lời Phật dạy và nguyện cho mọi người được vui vẻ, hạnh phúc. Để cho sư đi đi, sư quá độ chúng sanh đi quý cô chú chị. Sư độ cho chúng ta. Sư đi không phải vì bản thân của sư. Sư đi vì chúng ta. Vì cả một thế giới này chứ không phải là riêng một đất nước Việt Nam quý chú anh chị ạ. Và cái căn chòi của sư, chỗ sư mà mới vừa người ta lợp cái dáng ở dưới quý chú, người ta làm cho chỗ sư ngồi á, ở trên nó chỉ có cái ton thôi, xung quanh cũng không có rừng nữa nó. Rồi bây giờ lại là gia đình của sư là báo là có một giống như là người ta quấy rối quá, sư đã ẩn tu nữa rồi. Và quý cô chú anh chị à, ẩn tu cũng rất là cực khổ cho sư. Nói vậy chứ một người một ngày ăn một bữa. Nếu thật sự sư ẩn tu không ai thấy sư hết thì sư ăn cái gì? Chắc ăn hoa quả trên rừng quý cô chú anh chị à. Đó, cái đó là thấy cực khổ cho sư không? Đó là một cái kiếp nạn sư phải trải qua và phải trả đó quý cô chú anh chị. Là Vũ Chiến lên đây nói rất là nhiều lần và khán giả lên đây cũng nói rất là nhiều lần luôn, nói là đừng có đi theo sư nữa. Vậy mà hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn Phật tử, nhất là những cái bà mà phụ nữ đi theo rần rần biết đi theo làm gì. Thật sự những cái cô đó, những chị, những em đó thật sự không có tu, không biết tu là gì. Mình nói thẳng như thế, không có biết tu. Đi theo gọi là đi phong trào, hiệu ứng đám đông, đi theo, đi tu gì ở đây. Bây giờ sư mất nữa đó, vừa lòng cho mấy bà chứ. Sáng hôm nay mỗi lần thức dậy thì Vũ Chiến sẽ giống như mình cập nhật những thông tin nào vui vui gửi đến cho quý cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Sáng ngày mở mắt ra thấy rồi, ông sư lại mất nữa, ông sư ẩn tu nữa rồi. Vậy đó quý cô chú anh chị mình chịu nổi không? Và sau đây thì Vũ Chiến sẽ mời quý cô chú anh chị mình nghe một cái đoạn ghi âm mà Chiến, mà một vị Phật tử nữ gọi điện cho Chiến và tâm sự quý cô chú anh chị. Mời quý cô chú anh chị cùng nghe. Ừ.
nhờ sư Minh Thuệ mà em cũng giác ngộ này, em cũng bỏ được cái tham bớt. Trước kia em tham 10, bây giờ em tham có 5 rồi. Hồi xưa tham cái gì mà tới tham 10? Hồi xưa tham này mua quần áo rất là nhiều này, ăn ngủ rất là nhiều này, sắm đồ cho mình rất là nhiều. Giờ 3 y 1 bát thôi. Đúng rồi. Mình chỉ học được thầy ở một hai điểm là quý rồi. Dạ, giờ 3 y 1 bát thôi bây giờ ha. Không có mua sắm cái gì quần áo này nọ hết á. Rồi ăn uống cũng giảm đi những cái phung phí á. Rồi học theo thầy sư Minh Tuệ rồi. Giờ cũng bớt sân si lên. Rồi nói chung là nhờ có sự ra đời của sư Minh Tuệ mà em đi cũng có một số người rất là giác ngộ, về các anh các chị của em cũng vậy. Và cha của em cũng vậy, cũng giác ngộ nhiều lắm á. Trước khi chưa xuất hiện thầy sư Minh Tuệ thì em này, gia đình em này, các anh các chị này vẫn còn tham sân si á. Nhưng mà từ ngày mà xuất hiện thầy sư Minh Tuệ thì buông bỏ được cái tham sân si, được không 100%, cũng được 50%, nghĩa là sống cuộc sống tốt hơn, ở vui vẻ hơn, sống cuộc sống gọi là bình dị hơn đúng không? Dạ, là nó an lành trong cái tâm, nó an lạc các anh. Vậy mà nhiều người nói là nếu mà đất nước Việt Nam chúng ta mà có chừng 10 ông như ông sư Minh Tuệ rồi, ai xây dựng đất nước, người ta mỉa mai thầy á. Nếu như mà có lấy 10 người như sư Minh Tuệ thì đất nước này, thế giới này hòa bình rồi anh ạ. Đúng rồi, thái bình luôn, đúng rồi. Thái bình rồi, là cuộc sống an lạc rồi, không có đấu tranh, không có tranh chấp rồi, không có cãi vã đâu. Nếu như mà được càng trăm người, hàng ngàn người như sư Minh Tuệ càng tốt á. Rồi đúng rồi. Cuộc sống nó càng tốt hơn, không có tranh giành này, không có đấu đá lẫn nhau này, đúng không anh? Đúng rồi. Đó, cho nên là lúc trước em thấy anh quay video á, nhưng mà em lấy cái số điện thoại, em cái Zalo, giờ em mới có thời gian em gọi. Mình quê đâu em? Mình quê đâu? Dạ, em quê ở Thanh Hóa anh ạ. Vậy là bữa thầy có đi ngang cho ta chưa hả? Bữa trước thì em đang ở Sài Gòn, em mới về á. Em mới về ngày hôm qua. Giờ em về Thanh Hóa ngày hôm qua, nhưng mà mai mốt em lại tiếp tục em bay vào Sài Gòn nữa. Dạ. Thầy giờ đang ở chỗ Đắk Lắk. Thầy đang ở chỗ Đắk Lắk. Dạ, nói chung là em cảm ơn anh Chiến là nhiều nha. Rồi, cảm ơn. Có những người như anh Chiến thì em mới biết được thông tin. Em mới biết được thông tin thầy sư Minh Tuệ. Đó, em cũng cảm ơn anh Chiến rất là nhiều. Vậy chứ cũng có nhiều người ta cũng không có đồng ý theo cái quan điểm của mình em mà. Dạ. Người ta nói mình gọi là mình đu theo sư Minh Tuệ, gọi là một cái hình ảnh của sư Minh Tuệ không có đáng là Phật, không có đáng là để mình tôn sùng á. Dạ không, em rất là tôn sùng, rất là tôn sùng và rất là kính nể. Em nhìn thấy sư Minh Tuệ là không phải là nhìn thấy sư Minh Tuệ đâu, là nhìn thấy Phật Thích Ca ngày xưa. Đó, em nhìn hình ảnh giống y chang như Đức Phật Thích Ca ngày xưa mà em, trong phim Đức Phật Thích Ca ngày xưa và trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, cũng y chang như thầy sư Minh Tuệ hiện tại luôn, y chang luôn anh ạ. Tại hồi xưa mình chỉ xem sách báo hoặc là mình xem phim thôi. Bây giờ thì mình được xem ông Phật ngoài đời thật. Vâng. Giờ là được xem chứng kiến ngoài đời. Nhưng mà em chưa chứng kiến, em chỉ mới có xem video thôi. Nhưng mà cũng là hạnh phúc lắm rồi. Em ở thành phố, em có hay đi ra mấy cái chùa ngoài Vũng Tàu không? Em không ạ, anh ạ. Em chỉ ở thành phố, em đi mấy cái chùa nhỏ nhỏ rồi em về thôi. Tưởng đâu em có đi ngoài chùa của ông Trân Quang rồi chứ. Dạ không, em chỉ đi mấy ngôi chùa nhỏ nhỏ rồi em về, em đi làm rồi em tu ngoài đời anh. Ý là mình không có vô chùa mình tu, chứ mà mình tu tâm dưỡng tính này, lo lắng cho bố mẹ, rồi học theo những lời dạy của Phật Thích Ca đó, rồi nhìn chân tu của thầy sư Minh Tuệ đó, rồi mình học theo thôi. Vậy là quý rồi em ơi.
Dạ, mình học theo thư sư Minh Tuệ thì không có thuyết pháp, nhưng mà cái hình ảnh của sư Minh Tuệ là một, với là cái khắc thực của sư Minh Tuệ là hai, những cái hành động của thầy sư Minh Tuệ là nói lên tất cả những cái lời thuyết pháp rồi, là đã là đó, tuy rằng không nói nhưng mà cái hành động của thầy sư Minh Tuệ thì đã nói lên tất cả rồi. Sư là hành, Gì, gì đó mà. sư hành là nhiều chứ không nói. Dạ. Sư là tu theo cái hành á, cái hành nhiều chứ không có Dạ nói. dạ. Dạ. Cái hành á, hành những cái hành gì của thầy á, chứ người trần mắt thầy thì làm sao mà đi bộ từ Nam ra Bắc được, mà còn đi chân đất nữa, mà đường thì đường nhựa nó rất là nóng, trời ơi, em đi có 10 bước chân ngoài đường thôi mà em còn chịu không được. Đúng rồi, Mà thầy đi từ Nam ra Bắc từ Bắc vào mà Nam. không đúng, từ Bắc vào Nam, chân thì không đi dép mà đầu thì cũng không đội cái gì cả, mà thầy vẫn khỏe, mà thầy vẫn đẹp trai đó, cho nên là nhìn thấy là biết rồi, người trần mắt thì không ai làm được điều đấy, chỉ có Phật tái lai mới làm được điều đấy thôi, còn người trần mắt thì không bao giờ làm được điều đấy, một ngày cứ không làm được đừng có nói chi là mấy năm 6 năm trời ròng rãi đó, cho nên là em đúng là cũng cảm ơn á, cảm ơn thầy sư Minh Tuệ, vì có sự xuất hiện sư Minh Tuệ thì cũng cứu được bao nhiêu người đó anh ạ, Đúng rồi mà bao nhiêu người. người ta đang gọi là bơi vào trong cái bể khổ á, mà ta không biết cái đường đâu mà người ta lên bờ. Thì từ ngày mà sư Minh Tuệ xuất hiện, bắt đầu người ta mới biết được đâu là bờ, đâu là bến. Đúng rồi, thì trước kia chưa xuất hiện thầy sư Minh Tuệ thì em đi người như người thân của em á, những bạn bè của em mà em được biết á, sống chơi vơi lắm, sống chỉ biết là sống thôi chứ không biết đâu là bờ đâu là bến hết á, nhưng mà giờ xuất hiện thầy sư Minh Tuệ mới biết là đâu là bờ đâu là bến anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nói chung là em cũng cảm động trước cái chân tình, trước cái lòng đại từ đại bi của thầy sư Minh Tuệ, và cũng cảm ơn trời đất vì đã phái xuống một người Phật Phật sống để cứu dân độ thế. Thầy đi vậy á, nhưng mà thầy cứu dân độ thế đó anh, Đúng rồi. thầy cứu dân độ thế đó, cho nên là em rất là vui mừng khi đất nước Việt Nam mình có một vị thầy cao cả như thầy vậy, có một vị thầy đại từ đại bi như vậy, có một vị thầy hy sinh vì tất cả chúng sinh như vậy, mà may mắn thay là rất là may mắn và rất là hạnh phúc khi đất nước Việt Nam mình có một người thầy như vậy anh. Đúng rồi, cả Dạ. cả cả thế giới bây giờ người ta đang thán phục mình. Dạ. Và em cũng cảm ơn những người như anh á. Vì có những người như anh thì em mới biết được thông tin và mọi người mới biết được thông tin. Đó. Bây giờ không có những người như anh thì em đâu biết được thông tin đâu, và mọi người ở vùng sâu vùng xa trong nước và ngoài nước cũng đâu có biết được thông tin đâu. Đúng rồi em. Đó. Cho nên là em một lần nữa em chân thành cảm ơn anh nhé, vì là em rất là vui vẻ và hạnh phúc khi có một người thầy vĩ đại của mình xuất hiện trên cái đất đất nước Việt Nam của chúng ta. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Rất là hạnh phúc. Rồi, A Di Đà Phật, em chào Rồi, anh nha. tạm biệt em. Dạ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.